Bố bây giờ đi làm á chị Thu? Nay ông thấy đi muộn quá đúng không? Luộc nước khoang hay luộc khoai tây à? Luộc đi, sôi đấy chị ạ. Sôi rồi. Cứ để yên, con đã nhặt xong đâu. Nhà chị Thu nhà chưa nhặt xong nhỉ? Chết giờ này. Nền trên là chết giờ. Thấy chưa? Thấy chưa? Ô, chưa thấy à? Đây, đây lấy chưa? Thấy rồi. Chai gì đấy? Chai đồ nướng em ấy cứ tưởng là... Thấy chưa? Chỉ vì con Oanh mà chị quá vất vả luôn. Cô đang dơ miên man mỗi năm mùa thêm. Chưa, từ từ đã chụp đã lên. Đâu đã chụp đâu, quay quay chị Thu làm việc vất vả nhất trong cái tỉnh Thế Bình này. Có Thảo nó rất đều, nó bảo em là toàn ngồi chơi thôi. Nước chấm phải mua mày để đâu không bây giờ hỏi. Mỗi chị Thu là chăm nhất rồi. Thôi xuống lấy cốc thủy tinh em rửa rồi ấy kìa. Thế là có mấy người nhỉ? Có mỗi 4 với 2 là 6 à? Mỗi thùng á? Chỉ tí mọi người cứ toàn ăn kim chi thì bỏ mẹ. Mà thôi cần mỗi thùng làm gì hả chị? Mất đồ. Ê. Ờ. Giờ chị phóng lên máy đi. À có hàng gia dụng ở ngay dưới này một tí này. Thật cái này nó cũng nhỏ mà chị. Có mấy người ăn đâu mà. Thế Thảo xem không cầm cắt mấy em lại cắt thế. Được rồi, tí ngập mồm vào. Buộc mồm vào. Buộc mồm luôn. Mấy ông bà già thôi chứ chị em mình làm sao lừa được. Bà con nhanh tay gọi đến số điện thoại đang hiện trên màn hình để được giải quyết tất cả các vấn đề về xương khớp ngay trong hôm nay. Em đã xèo xèo rồi. Thật đi nướng luôn đi, đói rồi. Thả đi, cứ ăn đi. Eo này, lúc ấy trông nhiều kim chi mà... Này Thảo ơi, Thảo ơi. Thảo ơi, Thảo. Lúc ấy trông nhiều kim chi mà cắt ra cũng còn ít nhỉ? Lúc ấy đang ở... Ờ, thì đây, lúc ấy đang ở trông có vẻ nhiều kim chi nhưng mà cắt ra thì nó cũng được ít.
Không, ý đang bảo vậy thôi. Đây toàn thịt vai hả chị Thu? Này cái bếp này đắt lắm à? Bếp này mấy triệu kìa Thu? Hơn 2 triệu cơ mà. Hôm nay là không có mỡ luôn, toàn nạc thôi. Đây kéo của chị Thu đây, chị Thu nè. Chị... Ôi giời, lại còn bánh thì chết dở rồi, quá rực rỡ rồi. Đang đút mồm rồi. Thật trông như cái trang nó ăn gì nhỉ, cái gì nhỉ, ăn lẩu chay ấy nhỉ. Ờ thì đấy, đang bảo như cái trông như cái trang ăn lẩu chay ấy. Không, nhưng mà chính ăn bé này ngon hơn chứ. Ờ chứ ăn cái to phải bổ ra. Ái gì? Ở ngoài Bắc thì nó vậy chứ vào Nam nó khác. Đúng rồi, Thảo. Người ta quanh hùng. À thế là cứ phải hứng cái này hả chị Thu? Đây này, cái này này. Bỏ ít rồi mà, không có. Bây giờ bên này không thấy mỡ đâu rồi. Mà thực ra có thấy nhiều mỡ lắm đâu mà. Tàn thịt nạc thì lấy đâu ra mỡ? Tôm thả vào đi. Tôm thả vào trong nồi rồi. Cái đũa sống nào cứ để đấy. Làm sao? Đúng rồi, chắc vậy đấy. Kim chi thì ngon mà, vừa ăn thế là biết ngay. Đâu chỉ bốc thử miếng. Nói chung là rất vừa, giống như cái đợt chị Thu mua cái năm ngoái. Năm ngoái nhá chị ạ, từ năm ngoái. Đấy, chị Thu bắt đầu chụp đấy. Để đâu? Đây này, để đâu?
bắt màng nhem đi. Cái chay nước chấm mà hôm ăn ở bờ đê đấy gì, ừ công nhận chị cứ bảo sao ông ấy làm ngon nhỉ. Ông đấy ở đâu? Ông đấy. Hôm nay nó bảo sớm với chị ở đây. Còn lại ông đã không lên được. Khi nào đợi con Oanh kia đến mới bật bia nhỉ chị nhỉ? Cho đá vào uống cho mát. Ai đến? Mẹ nó hỏi tôi bánh xuất từ 7 giờ, bây giờ là 10 rưỡi rồi. Tôi nghĩ là tôi pha nước mắm. Chắc cái hôm nào ông ấy bán là phải mua hộ chị chai nhá. Nhưng mà ông ở đâu? Ông hay mang đấy ông bán. À ông hay mang đấy bán à? Có biết đâu, phải đợi hôm nào em phải xin được số điện thoại ông ấy thì chị gọi hỏi. Quán ông ở chỗ nào? À Thùy Chi, nói chung là chính là cái quán Thùy Chi Mát hay gì? Được rồi. Được rồi. Thế là hôm nay em đến hỏi, thế là họ bảo ông bị tai nạn. Ờ, đang pha nước chấm thôi, ngồi đợi đi. Ừ, hai công tác khác nhau mà. Không có. Có đâu. Kéo chị em mình toàn ăn rau, cũng chẳng cần phải mua mì tôm. Ăn cho nó heo thì. Thảo nhỉ? Thật đi, nó kiểu gì ấy, không ra một cái gì. Cầm hết luôn thì có 5 cốc, cầm hết xuống 4 cốc ấy đi. Tao là tao uống. Sao thế? Cần bổ mua. Mua 6 người là gì nữa. Tao uống tí khỏi ăn à? Cái lọ, ơ, còn một lọ nó đâu rồi nhỉ? Đâu. 1, 2, 3, 4, 5 đủ rồi. Đây lọ, đây. Ống này. Ống kia đây. Ống này. Đây ống này. Ngon đấy. Ăn đi, ăn đi. Ôi dồi ôi, sao hòa nhiều rồi. Thế? Đâu? Bà bôi đầu ạ? Ra đây. Nước không. Ôi chị ăn mỗi kim chi không ngon lắm. Hãy đổ đi đi. Này Trang kìa, có đổ không đi? Không, em không đổ. Thế đẹp. Thế đẹp. Thôi mình cứ để gọn đây tí nữa chị Su. Để ra ngoài đi, để ngồi gọn ngoài đi. Hay đổ, à, đổ tứ rác dưới nhà. Ừ, đổ tứ rác dưới nhà cũng được. Bên này là bếp lẩu à? Nó đang bật rồi này. Không phải, bên này bên nướng hay sao? Nó đang xèo xèo này. Chị quay lúc này có 2 lần cái thảm.
Chị nói bao nhiêu cái sợ em buồn đó. Chán chị. Buồn cười là mọi người cứ ăn nhiệt tình, mình cứ ngồi. Hết. Cứ ăn rầm rề. Mẹ hai con nó đéo đến rồi. Mua bánh rồi. Lẩu chó đấy hả chị? Đồ quá chứ. Chó đâu? Đây chó đây. Không còn lẩu chó rồi. Bên này hỏng đèn mà chú. Đâu lên rồi đây. À ơi. Em bị khuất nên em nhìn nhầm. Hai chị em ngồi với nhau chỉ nhâm nhai cái mực. Thì tôi du dô chứ nhỉ? Đợi nó à? Đợi nó à? Mẹ em vào Thảo thì đều thích ăn mực đấy. Thế là cười thẻ với hai chị em đứng cạnh nhau. Hôm qua Thu dặn ta rồi. Đấy, dặn cái gì? Ăn đi, mai đéo có mực mà ăn đâu. Mai đéo được ăn mực đâu. Chán kìa. Mà hôm nay mình vẫn nhâm nha được ăn mực đấy. Bà Thảo ăn hết mẹ. Này đéo bán, sáng nay đéo bán chứ có bán là tao mua ít đấy. Mình mua nhà ai hả? Mua chợ. À. Buổi chiều nhà bà Lê này bán này. Chào ạ. Buổi chiều nhà bà Lê ở ngay cái chỗ dưới nhà chị Đoại bán đấy. Nhưng mà không ngon lắm. Không ngon lắm. Kiểu ăn mỗi thịt nướng với kim chi cũng ngon. Cho em uống kim chi đó, uống mùa này. Ai hôm mà em bảo là em mua kim chi thì bà này đi Hạ Long. Cũng không mua được. Nước ra cho nó đỡ có cay. Không, không cay đâu. Cay là một cay. Chén này ăn từ giờ đến tối mà. Cứ đói là ăn. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Hôm nay là ngày ăn. Ờ, quên nhầm nhầm. Nay ngày chưa? Quên đấy, quên nhầm nhầm. Gộp. Hôm nay em mà 14 rồi. Ờ, ở các chuyên khác họ đã ăn gộp 20 tháng 10 rồi. Bởi vì là tuần này là nghỉ thứ 7, sau hôm nay là nghỉ thứ 7. Với lại tuần này là ngày cam. Ở các chuyên khác là họ ăn tại đặt bún thịt nướng ăn. Chị quên bảo là từ sau là ăn thịt gà. Có chị đấy. Này. Ừ, lại đi đến bảo có chị đấy. Ừ. Còn em thì em ngồi cái cạnh. Bình thường chứa thịt gà lắm à? Chị mềm cái cơm gà lắm. Cơm gà đấy. Ừ. Thế là chị bảo với lại bà Hương là hay là ăn cơm rang gà với lại năm ngoái thì gọi mẹ mẹ gà. Năm nay không sợ cháu nữa. Không sợ cháu cái chân này. Bé thôi. Thế bên này là lẩu hay nướng? Lẩu. Bên này là lẩu à? Lẩu chưa thấy bật. Ừ. Có bật không? Bật. Bình trang này, bia này, cả cái mặt nó nữa. Ờ, bia này, mua đây để nghe. Trang này, một mình này, bia này, nước lọc này, trà tắc này, quá trời quá đất èo rồi. Lại còn nước chấm uống nữa. Úi giời, sao uống nhiều thế? Chính xác là tôi qua tôi bị bụng đầu. Bé ăn thịt nướng. Đâu rồi mấy cái nấm đùi gà đâu hết rồi hả Trang? Thịt chó chín nữa. Rồi anh ớt rồi, cẩn thận kìa nó xèo ra kìa. Thịt chó thì bò đi con. Bò đi vậy. Mẹ nghĩ đéo chứ. Hôm đấy con nào, hôm đấy con em không biết gì nhỉ. Em chút thôi mẹ ạ. Con xin cô bánh đi, em có xin cô. Kim chi cắt hơi to đấy. Này, đứa nào cắt xong bây giờ lại nói vậy. Cắt
cái kéo ấy, cùn ấy này, dính đến ngọn, dính đến kia này, đỡ cho em nhé. Em phải cắt từ từ đi, em phải cắt nhanh quá. Đỡ làm gì, đằng nào thì ăn được. Thích công nhận chị em mình đói đấy. Này nó đói rồi. Rồi. 11 giờ rồi. Kéo hội nó ăn sáng qua rồi, hội nó mới đi làm mua bánh. Không tin tưởng được. Hai ba một hai ba không hô to à, không hô to à, hai ba dơ, hai ba dơ, hai ba xuống. Cho tí cải thảo vào cho nó, nãy thời xưa có tí cải thảo nó luôn. Thế con chấm gì ấy? Chả biết chạy ăn đâu. Con phải tiện rồi. Đây đổ, thế đổ. Chạy đổ. Thế rồi. Mà con này đổ đi rồi. Ta đổ để gọn thôi mà. Yêu ăn nguyên chất đi. À, pha rồi. Pha rồi. Pha rồi. Hàng ơi. Mày vừa ném nước ướt thì ra. Kiếp nước kinh. Đây cái này. Cái bà thảo này đúng là chị bảo là để gọn mà thôi, chứ gì đã đổ đi rồi. Đấy thử chị nấu lên. Dạ. Thì là bỏ sao nó cái mùi. Dưa chuột đây, cái bát đông thái đấy nè. Đông dưa chuột thấy chỗ thì chắc chỉ cân. Nó không nhiều mà. Em bảo đi đưa rau kìa. Đưa rau. Đưa rau đây, đưa rau đúng chiều. Đưa rau đúng chiều rồi. Đi bán đúng không?